chúng ta chuẩn bị chứng kiến trận tứ kết giữa Tùng Anh và Bảy Núi. Đại diện SPL Bảy Núi đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 và họ có được tấm vé ra thủ đô để lần đầu tiên tham dự VPL. Trong khi Tùng Anh cũng có lần đầu tiên bước tới vòng chung kết toàn quốc sau một mùa giải rất thành công của huấn luyện viên Long Thổ với các học trò. Chúng ta đang có đội hình xuất phát của cao thủ Bảy Núi, số 25 là thủ môn Đỗ Văn Trung. Còn đây là đội hình của cao thủ Tùng Anh, mang áo số 10 là thủ môn Lê Quang Kiên. Ứng dụng OnPlus, fanpage Việt Football HPL hay kênh YouTube OnSport Plus. Và bóng đã bắt đầu lăn. Một lần nữa chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Bia Sài Gòn Cup 2023 VPL S4. Và thi đấu bùng nổ trong áo Tùng Anh. Pha phối hợp tuyệt hay, đây là cơ hội. Chân trái vào. Phú Đạo đã mở điểm cho Tùng Anh. Và không ai khác, đó là đội trưởng Trần Phú Đạo đã mang về bàn thắng đầu tiên cho Tùng Anh trong lịch sử tham dự. Pha phối hợp tuyệt hay, đây là cơ hội. Chân trái vào. Đã phóng một đường truyền quá đẹp. Pha phối hợp tuyệt hay, đây là cơ hội. Chân trái vào. Và Đạo Từ Sơn, Phú Đạo đã mở điểm cho Tùng Anh. Bình tĩnh và quyết đoán trong thế đối mặt. Quá hay. Pha quà người tuyệt vời của Thịnh Messi nhưng đẩy bóng hơi dài. Trận đấu vẫn tiếp tục. Cơ hội không vào. Đó là câu trả lời của Bảy Núi. Chí cơ. Và mất bóng nguy hiểm. Tuấn Anh Junior, cơ hội cho Tùng Anh. Tuấn Anh đã không qua được Minh Lợi. Và phản công đầy ý đồ, hãm bóng rất ngọt. Cơ hội cho Đạt Trê. Tình huống xuất tướng rất nhanh của thủ thành Lý Tiểu Long. Và xử lý quá mạo hiểm của Đạt Trê, mất bóng nguy hiểm. Có thể là cơ hội cho các thủ Bảy Núi. Lắc vào trong và dứt điểm. Cột hai có người. Và tiếp bóng không tốt của Quý Can Tê. Bảy Núi có nhiều cơ hội nhưng họ đang đóng gói sản phẩm cách không ổn chút nào. Quý Can Tê khá nguy hiểm. Khung thành lùi ra xa một chút thì có khi lại ổn. Đội phản công cho Tùng Anh. Bảy Núi đoạt bóng rất nhanh. Thời cơ là đây, đối mặt. Không vào nhưng vẫn còn, các hạc vẫn không vào. Thiếu một chút sức dứa nữa thôi thì Quý Can Tê có thể làm nên chuyện. Thời cơ thuộc về Linh Tâm. Nhật Tân rất thoáng, khoảng trống cho Tuấn Anh Junior. Căng vào, đánh đầu. Bóng lại tìm đến chân của Tuấn Anh Junior. Vẫn là Tuấn Anh. Và tranh cướp giữa Tuấn Anh và Hoàng Anh Heo. Hoàng Anh là người lấy được bóng. Hàng phòng ngự Tùng Anh đang chơi rất kín kẽ. Và phản công thì họ có Tuấn Anh. Tuấn Anh che bóng rất hay. Tuấn Anh đây rồi. 2-0 cho Tùng Anh. Long lác ghi bàn nhưng chúng ta phải nhắc tới Tuấn Anh Junior. Để cùng với Tùng Anh chinh chiến tại VPL là Tuấn Anh Junior và Long lác đã cùng nhau làm nên bàn thắng. Nhưng những gì khó nhất thì Tuấn Anh đã làm hết rồi. Tuấn Anh Junior đơn giản là trao cho Long lác một món quà không thể chối từ. Đường truyền của Hoàng Anh vẫn chưa thể qua được hàng thủ Tùng Anh. Và đây là cơ hội phản công 3-2. Thành Ben sút bóng không vào nhưng vẫn còn, Đạt Trê vào. Đây có thể là lời khẳng định cho tấm vé vào bán kết của Tùng Anh. 3-0 rồi. Giải HPL bùng nổ, tiếp tục nổ súng khi bước ra sân chơi toàn quốc. Công đầu chắc chắn phải nhắc tới Đàm Quốc Duy Thành. Thành Ben đoạt bóng, dẫn trái bóng lên và có một cú sút khiến cho thủ môn Lý Tiểu Long không thể xử lý gọn gàng. Và Đạt Trề là người đã hứng lộc thành công. Có thể là cơ hội cho cao thủ Bảy Núi. Có bàn rút ngắn. Có bàn rút ngắn cho Bảy Núi. Họ nói không với từ bỏ cuộc. Để Bảy Núi chinh chiến ở VPL. Người đã để cho Hoàng Anh thoát đi là Trương Minh Đức. Chúng ta chưa rõ là Hoàng Anh đã làm gì mà khiến cho Trương Minh Đức ngã ra như vậy. Chỉ biết là sau đó thì tình huống khống chế, xoay người và dứt điểm của Hoàng Anh là rất bình tĩnh. Làm từ rất hay và cơ hội cho Tùng Anh. Tiếng còi cất lên.
Tấm thẻ vàng được rút ra cho Linh Tâm. Quá hay, đặt trên nâng tỷ số lên 4-1 cho Tùng Anh. Tùng Anh lập tức tái lập cách biệt 3 bàn. Một chút hy vọng cho Bảy Núi được thắp lên thì Tùng Anh lại dội một gáo nước lạnh. Một khoảng tĩnh rất lâu được cao thủ Tùng Anh tạo ra. Và hàng thủ của Bảy Núi đã không thể duy trì được sự tập trung. Tuấn Anh dừng hình gợi ý khoảng một tiếng đồng hồ. Bên phía Tùng Anh thì Duy Dũng cũng đã vào sân, được truyền dài rất chính xác, hội xoáy, cột hai, vào! 5-1 cho Tùng Anh. Long Lác có một cú đúp. Cả hai bàn thắng của Long Lác đều là những tình huống đứng cột hai và hứng lộc. Hội xoáy kiến tạo, nhưng chúng ta cũng phải nhắc tới pha phát động tấn công hào hạng của thủ thành Duy Dũng. Đây là tình huống mà thậm chí là nếu như Long Lác không chạm bóng thì chưa biết là bóng có vào không. Lại một cơ hội nữa, hat-trick rồi. Xoay compa và hat-trick cho Long Lác. Chỉ trong vòng ít giây thì Long Lác hoàn tất một cú hat-trick. Đây chắc chắn là một ngày rất đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền đạo trận thuận chân trái này. Cái chân chiêu của Long Lác đã 3 lần mang về bàn thắng. Một sai lầm của cao thủ Bảy Núi, nhưng cách mà Long Lác hoàn tất cú hat-trick thì cũng đầy tính thẩm mỹ. Pha xoay compa tuyệt vời của Long Lác. Tân binh được bổ sung từ BIDV Quang Trung. Và trận đấu đã kết thúc. Và hồi còi mãn cuộc được cất lên. Chiến thắng 6-1 cho cao thủ Tùng Anh trong trận đấu với Bảy Núi.